Thầy Zo Solo Yun với em đi, em ăn được con Yun 2 đến 15 của thầy. Cho anh bác xin cái nem đi bóng mai ạ. Yone nè, Yone nè, Yasuo nè, Lee Sin nè. Ok chưa? Ok chưa? Đó, mình theo thứ tự nha. BO3 mình theo thứ tự vậy nha. FIFA Online còn sợ sợ chứ. FIFA Online còn sợ sợ. Cảm ơn KO nha. Bán hòm à. Chắc để có cái đồ kia. Đồ hủ đạo. Đỡ tóc biến lấy lợi thế. Cận 4 độ có bị rớt nghĩa vụ quân sự không anh chưa? Cận 4 độ sao bị rớt được em? Khi vào như không là A3. Hà bông minh đi về nhà A chung thua là thua đi về đó nha. Kim cương bốn chồng ơi. Kim cương bốn nó mấy chồng. Kim cương bốn đó giỡn hoài. Giả lời đam liền. Chả đam như cái mỏ liền. Một câu. Cái tay hình anh nha, không mang nha. Cái tay không mang là hơi nhanh đấy. Cái này chắc kiểu cái này phải kêu bạn độ ra solo con đau gì hết của bạn độ quá. Bạn độ không có cái nhớ án con Valorant cũng Darius cũng chiến lắm, úp gỗ này nọ được. Sao? Sao chồng yêu? Chọt nè. Né nè. Né nè, ghê chưa? Hảo chưa? Hảo chưa? Né hảo chưa? Né nè. Hảo chưa? Ghê ghê, học. Né nè. Né nè. Đau. Quậy. Nè, lợi thế nè. Lợi thế đến từ đây nè. Lợi thế nè. Lợi thế nè. Khó chịu mặt cười. Phải solo con Katarina với bạn CM luôn đó anh Trung. Tóc biến vô lọc xoay. Anh Trung. Cái này cầm chuột. Chú không phải tay cầm nha. Chỉnh con chuột lại nha. Và lau ơi tomorrow. Lau ơi tomorrow nghe nó hơi lâu. Vô. Và lau ơi tomorrow nghe nó hơi lâu. Rồi bên kia đánh Yasuo đúng không? Bên kia Yasuo ha. Mình đánh ghé tông đi. Cái này đánh ghé tông đi. Y ghe như này Yasuo đi. Cái này cho nó cân. Cái này nó cân. Yasuo kèo cân chứ gì nữa nè. Kèo quá cân rồi. Yasuo có lợi thế hơn mà. Chấp em. Anh ba đánh kèo dưới luôn. Làm người ai làm thế. Ok. Kèo này kèo dưới Yasuo.
Dưới già xưa má ơi, má có biết chơi game không vậy má? Có biết chơi game không vậy? Máu nghiện. Cậu giỡn đó. Giỡn. Đó thấy chưa, cài dưới mà. Kệ rồi. Ngày phải giữ lá. Kệ này kệ dưới rồi cho nên phải giữ lá. Đánh trận này cho chắc, đánh sương sương cho tới level 6 đi. Để có cái để chơi chứ. Làm nhẹ tới level 6 cho mong mai có cái để chơi chứ. Đào ngã. Cái anh nghiện này. Cái anh nghiện này. Ghê vậy má, anh cũng biết anh chờ đồ ha, anh chờ quy đồ ha. Anh cũng biết á. Cũng phải dạng dừa á. Ai da, ai da. Ai da. Cũng dạng hán đó chứ, giỡn hoài cha. Má cái này dưới sâu quá anh em ơi. Chóng mặt chưa? Đau. Nó dụ tôi đá FIFA. Nó dụ tôi đá FIFA. Không, tôi ăn rồi tôi chạy.